Đây phụ thùng Mitsu 151 của Nhật nha anh em. Cốt thẳng của Nhật luôn. Con chân cho anh em coi. Nhà mới về nha anh em. Coi trong thùng có gì, một cái bảo hành. Một cái dít nó đi. Ồ. Rồi 181. Nó chát trong thùng luôn. Mẫu sau này mẫu nó cái bue nữa là bằng gan, bue lửa là bằng gan nên rất là bền nha bà con. Đồ Nhật thì càng ngày càng bền nha bà con. Khắc phục những cái gì xưa mắc phải nên nó bền thêm. Xưa là cái này chạy ra nó kêu. Cái này nó dưới vô cái này nó làm bớt kêu luôn nè. Có cao su giảm kêu luôn nè. Dịch rất ok. Mà gan luôn. Rồi, nó chạy đi. Hai chục ký à. Đây, 151 mới trong thùng. Hoàn toàn giống như máy, nóc máy giống như một cũ toàn bộ rồi con. Nó khắc phục những lỗi hồi xưa mắc phải như là hồi xưa là cái này thằng gian nó cái này nó kêu nè. Cái này nó chiếm này luôn. Nhật là càng ngày càng khắc phục. Đã bền rồi, nó khắc phục thêm rồi mới sau này khắc phục những cái cũ nó mắc phải. Nó thời gian nó kêu, này nó làm này luôn hết kêu luôn. Dưới chân rồi có hết rồi con, đít nó hết chân rồi. Cái này khắc phục hết, làm càng ngày càng bền thêm. Bô này hồi xưa thời gian thì nó bị hư do bằng sắt oxy quá, nóng quá nó xét thời gian nó rụng cái bô này xuống. Cái này là bằng gan luôn mà bà bao xài thiên thu luôn. Hồi xưa là ống này nằm ở ngoài, gió trong đây thổi ra nè, nó làm chai con này, làm nhai cống này. Trên này ống này được làm bằng mũ bảo vệ luôn rồi con. Rồi xài thời gian cỡ nào ống này vẫn mềm, nó không bị chai do nóng. Còn lóc máy thì hoàn toàn giống hệt như hồi xưa. Đây, bánh xe băng luôn. Rất là đẹp. Bánh xe băng luôn. Quá đẹp. Nhật càng ngày càng bền nha bà con. Hồi xưa nó bền dữ lắm rồi. Nhưng mà nó mắc một số lỗi như là cái này thời gian nó kêu. Thì cái này nó chim luôn, nó chim sẵn với bà con luôn, là phải tiên thu luôn. Giật giật hồi xưa rất là kêu rất là cốc cốc, bây giờ là im luôn nè. Khắc phục những lỗi hồi xưa hay mắc phải. Mà lóc má là càng càng bền thêm. Đây. Cái này là bảo vệ khỏi này khỏi chai luôn. Tại vì hồi xưa là anh này nằm ngoài. Nên thời gian ống chai cũng dễ bị xì xăng thì đồ. Hồi xưa thì cái này bằng sắt. Cái này bằng sắt nó dễ, cái cổ này bằng sắt nó dễ bị oxy quá lắm. Nóng quá nó chạy nó hà, nó nhảm mới hàng. Thời gian nó hư à, cái này làm gan luôn rồi con. Nên xài thiên thu luôn. Hàng Mitsu bà con biết rồi đó, rất là bền. Bánh lịch sơ băng 6 ngựa 3 nha bà con, 6.3 HP là 6 ngựa 3. Xéo thẳng đầy đủ mà con. Rất là đẹp. Tất cả phẩm đều bảo hành cho bà con 5 nha. Cái này là Honda Thái nè bà con. À, hàng này hàng tương đương nè. 6 ngựa rưỡi nè. Của Thái, ở này là Mitsu của Nhật. Đây, da băng của Nhật. Rồi, Mitsu của Thái. À, Honda của Thái. À. Rồi, anh em nào có nhu cầu alo nha.